Gì vậy? Em thấy ở ngoài trước có hai thằng nào lạ lắm, giống như ăn trộm vậy đó. Ở đâu? Đi theo em. Ê, chắc là ăn trộm rồi đó. Rồi giờ sao anh? Bây giờ mình thả chó rồi gục cho nó đi. Thấy mẹ trộm chó không? Mày ơi, đừng ông còn sống kìa. Tao có mắt đâu, nói chuyện gì bậy bạ vậy? Hồi sáng con ông nói ông mắt rồi, tôi dẫn mấy đứa lại giếng nè. Thằng mất dạy, tao kêu mày viết đơn xin nghỉ, mày viết cái gì? Mày kêu tao viết cái gì không được, tao viết ba mày mắt cho nhanh. Ai út mà. Thì thôi ông còn sống mà đi dạy mấy con rồi. Mày muốn mày thôi, giết đầu lông rồi. Bà khỏi để cửa, tối nay tôi không về cái nhà này đâu. Ông mà không về coi, tôi kêu thằng hàng xóm cái thằng bên qua ngủ chung, tôi sợ mai dữ lắm. Nín dứt, bà muốn làm gì bà làm, không có quan tâm tới nữa. Ai út mà. Má đợi tới khuya luôn còn chưa kêu qua ngủ nữa trời. Hàng xóm cũng được trời. Mày đi vô luôn, đứng nhìn khùng đi trời. Ê, Hải. Cái gì? Bộ đêm qua giờ không về luôn hả? Có chuyện gì không? Đêm qua tao thấy vợ mày dắt thằng nào về ngủ trống kìa. Thấy mẹ với tao nữa rồi. Trời mày chết. Ai kêu tối không kêu tao qua ngủ chung. Hồi tối dẫn nào về nhà ngủ phải không? Tao không có nè, khốn nạn. Mẹ mẹ không có lỗi mà kìa. Chạy, chạy, chạy. Ba bị sao vậy mẹ? Ba mày bị sốt sáng giờ á. Vậy thôi con đi mua cháo cho ba nha. Con đi đi. Mày muốn cái gì? Bán cho con bột cháo. Mày còn Hải phải không? Dạ. Chết bà mày với tao. Cháo nè ba. Mày mua cháo của ai vậy? Mua cháo của bà hai á. Trời ơi là trời, bữa ăn ghét tao có vụ cháo nước riêng mình lết mặt mua chi nữa vậy trời. Chị ủa hai mẹ con đang chắc củi hả? Ừ tôi dẹp củi rồi để chút trời mưa. Trời ơi con chị mau lớn quá ha, cỡ này học sao rồi con? Dạ con học cũng giỏi. Trời ơi con giỏi quá à, mà ước mơ sau này của con làm gì? Ước mơ của con trở thành một người mẹ giống mẹ của con. Còn ước mơ của con là gì tí? Ước mơ của con hả? Ước mơ của con sẽ giúp bạn ấy trở thành người mẹ. Ai út mà. Chào ơn. Cái gì mà sáng dữ vậy mẹ? Anh ơi, hồi nãy em đi ngang chỗ kia khúc vắng á, có cái thằng đó nó khờ, nó cưỡng bức em á. Rồi sao mà biết nó khờ? Tại vì em chỉ á, nó mới biết làm. Anh sao vậy? Anh em yêu ơi. Cái gì anh? Từ ngày lấy anh tới giờ đó, em có sợ khổ hay vất vả gì không? Dạ không, nhưng mà em thấy hơi lo lo. Em lo gì vậy? Em sợ anh giống ba thằng chồng trước của em á. Ai út mà. Mua gì vậy anh? Anh muốn mua đồ cho vợ anh mà anh không biết vừa không. Em thử giùm anh nha. Anh cứ lựa đi em thử cho. Được không anh? Ok, lấy anh cái này nha. Dạ. Được không anh? Ok, lấy anh cái này nha. Dạ. Ai út mà. Đi chỗ khác. Em ơi. Cái gì vậy?
Em coi tứ cây xong rồi nhốt mấy con gà vô giùm anh đi. Ông đừng làm như ông là ba tôi á, muốn sai cái gì sai. Trời ơi, có thằng ngu á mới thích làm ba của cô, tôi còn lạ cái gì nữa. Có ai để ba mình ngủ dưới bếp không? Nói có mấy câu thì cãi lại. Tôi ước gì á, tôi là con của cô. Nó nói gì cô cũng nghe chứ, cô bị nó thu phục. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Ông Hải. Cái gì vậy bà cố? Sao ngày nào ông cũng nhậu hết trơn vậy? Ông không nghĩ tới vợ con ở nhà? Tại người ta cứ rủ, biết làm sao. Sao bà đi cặp bồ với nó? Tại người ta cứ rủ, biết làm sao. Ai hút mà. Sao trời làm gió đẩy con thuyền sang bốn người ta. Nhưng lâu lắm rồi tôi với bà mới ngồi nhậu chung vậy. Đúng rồi đó. Vui quá trời. Nhưng mà khoan. Gì không? Hồi nãy tôi nhậu hơi nhiều. Bây giờ cái cầu một cái nó thành hai cái rồi. Mà bước lộn cầu ảo là thấy mẹ liền. Thì bây giờ ông uống thêm ngụm nữa, nó sẽ ra ba cái cầu. Rồi sao? Thì ông bước vô cây cầu giữa là được. Ok. Trời ơi,